Nếu lần này anh có chuyện gì thì sếp chính là hung thủ giết người. Thì ra bây giờ Kinh Phong còn là dạng chết bất tử nữa, là đột tử. Ê, tao qua đằng khỏi, tao qua đằng khỏi. Anh Bân ơi, may cho sếp đó. Không sao rồi. Nè, Đông Trùng Thảo. Chị Bác à, vào nhà đi. Cảm ơn. Ủa, tay bị sao vậy? Không có gì à, bị trầy chút đỉnh mà, bệnh nghề nghiệp mà. Massage giùm người ta cực khổ lắm hả? Tôi có làm món gà xì dầu nồi đất, một mình tôi ăn không hết nên chi nữa còn cho cậu. Khách sáo quá. Vậy tôi khỏi ra ngoài ăn rồi. Có bà chủ nhà như chị đỡ ghê. Tôi hay làm phiền cậu thì đúng hơn. À, thôi không làm phiền cậu ăn cơm nữa, tôi xuống nhà nha. Lần sau nấu canh nấu luôn cho phần cậu. Cảm ơn. À, tôi xuống. Vô tập đại ca, vô tập đại ca, vô tập đại ca, quên coi, có gà ăn nè. Gia cộng đã bị dịch không nhà nào dám nuôi, tại sao lại có gà ăn? Dân làng nói là nhờ anh Hồng Lương Sơn Bạc đã đuổi một cướp giùm họ, cứu bạn của họ, nên con gà giống duy nhất của làng, họ cũng làm thịt luôn. Bia đây. Anh sao vậy? Sao tàn tạ quá? Thất tình hả? Cô Giảng à, đồng hồ của tôi đâu rồi? Đồng hồ nào? Thôi đừng có giỡn mà. Nè, tôi biết không nên nhắc lại chuyện đêm đó, nhưng mà đồng hồ này là ba tôi để lại cho tôi. Đêm đó bỏ quên đồng hồ ở đây hả? Để tôi hỏi thăm giùm cho anh coi. Tôi đeo chiếc đồng hồ đó đi dự tiệc sinh nhật của Wilson, sau đó chúng ta cùng vui vẻ xong đồng hồ biến mất. Nè, đừng nói như là tôi đã có quan hệ với anh đó. Trong thùng rút thăm này có tên những hảo hán trong Thủy Hữ. Tôi muốn hỏi trong 108 hảo hán của Lương Sơn Bạc, ai là anh hùng nhất? Tất nhiên là Võ Tòng rồi. Lâm Sung bao nhiêu? Ai là Lâm Sung hả? Ok ok. Trong hai tên này, ai rút được một tên thì sẽ được 5.000 tiền mặt. Trời ơi. Khoan vui mừng đã. Nè, nếu rút được Phan Kim Liên hay là Dương Bà thì sẽ bị phạt đóng vai của họ. Đóng vai của họ sao được? Sao được? Vậy ghê, thất cận. Anh hùng Lương Sơn thay trời hành đạo. Để tôi rút. Dạ, bộ đẹp trai được ưu tiên hả? Sao chịu chơi quá vậy? Phan Kim Liên, Phan Kim Liên, Phan Kim Liên, Phan Kim Liên, Phan Kim Liên. Trời ơi, anh giỏi thiệt, anh rút một lần thì rút được Võ Tòng rồi. Cho anh một tràng pháo tay đi. Trời ơi, nếu biết trước dễ vậy tôi rút không rồi. Phải. Tôi muốn rút lần nữa, tôi không cần tiền thưởng, tôi chỉ muốn rút thêm lần nữa được không? Hay quá, hay quá. Phan Kim Liên, 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 Phan. Ủa trời, trời. Phải không vậy? Sao hơn vậy? Lại là Võ Tòng nữa, thật đó, coi nè. Ôi trời. Không, 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 không. Đây là lần cuối, đây là lần cuối. Trời. Cho anh thêm một cơ hội đi ha. Phan Kim Liên nha. Phan Kim Liên. 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 Võ Tòng.
Trời ơi, là Võ Tòng nữa. Trời ơi, không phải chứ. Tôi đúng là Võ Tòng rồi. Anh là Võ Tòng thì chắc tôi là Lâm Sung. Hả? Cái gì vậy? Cũng muốn rút luôn hả? Cũng muốn rút hả? Ý anh cũng muốn rút Lâm Sung đó. Mọi người coi có được hay không ha? Nè. Trời ơi, tài quá rồi. Thiệt ha, tôi là Lâm Sung. Hay quá. Lâm đại ca, kiếp này tráng chí ta chưa thành. Chỉ mong kiếp sau chúng ta lại là huynh đệ. Trời, hay quá, hay quá. Ôi, hay thiệt. Anh không phải là Lâm Sung đại ca, anh là Nguyễn Quân Tử. Anh bị ma nhập hả? Ôi dạ. À, nè. Giang phu. Dạ. Đánh hổ thì được, đánh cảnh sát mệt lắm à. Anh Quả à? Ừ, hả? Thằng nhóc đó phạm tội gì vậy? Hey, tội đụng chạm đến cảnh sát ngôi sao. Cãi nhau vài câu bây giờ sếp Lâm đòi thưa nó đánh cảnh sát đó. Hey, nó cũng xui xẻo, dám đụng đến sếp Lâm. Phen này nó chết là cái chắc rồi. Thằng nhóc nó bị yếu bóng vía rồi. Alo, tôi đây, ở đằng trước nè. Lúc ở sở cảnh sát đi ra tôi biết sếp theo tôi rồi. Tài lanh quá. Nếu cậu giỏi cậu đâu có bị TC nhốt cả đêm chứ. Cũng may nó không đủ chứng cứ khởi tố cậu. Rốt cuộc tôi đã biết thân phận thật của mình. Tôi là Võ Tòng. Võ Tòng thay trời hành đạo. Coi chừng bị người ta bắt vào nhà tương điên bây giờ đó Võ Tòng. Không phải đâu, sếp có từng nghe vào thời nhà Tống từng bị bệnh dịch không? Nói đúng hơn gia cầm bị bệnh dịch, không nhà nào được nuôi gia cầm hết. Lịch sử đó là sở trường của tôi, đâu cần cậu chỉ chứ. Tôi đã ngộ ra từ con gà đó. Sau cái lần tôi bị té trúng đầu, có nhiều chuyện tôi chưa bao giờ nghe, nhưng tôi lại biết, sếp nói có lạ. Tại thường ngày nghe nhiều cho nên không để ý thôi. Hồi nhỏ có ai dạy cậu nói dối hay không vậy? Từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ nói dối. Nhưng có những chuyện không thể nào giải thích được. Chẳng hạn như đột nhiên tôi biết làm món gà ăn mày, lại biết bấm quyệt, lại biết uống rượu rồng, cũng biết múa gậy ngũ lang bát quái nữa, sếp nói có lạ không chứ. Bởi vậy tôi biết chắc chắn là ông trời nói với tôi chính là Võ Tòng. Võ Tòng, cậu còn như vậy thì đủ việc cậu. Điều đó sếp đừng có lo, tôi rất tỉnh táo. Tôi biết thân phận tôi là tay trong, tôi phải bắt Tống Ba. Cũng may cậu chưa có điên nặng. Tôi đã là Võ Tòng thì phải thay trời hành đạo. Bắt Tống Ba là sứ mệnh đầu tiên mà Võ Tòng này tái thế. Được rồi, Võ Tòng cũng được mà Đông Trùng Thảo cũng được luôn. Bắt được chuột là con mèo giỏi, bắt được cướp thì là cảnh sát giỏi. Nhưng tôi còn một tâm nguyện. Bây giờ tôi đã chuyển thế, trở về tôi nghĩ anh em ở Lương Sơn Bạc cũng đã trở về hết rồi. Tôi muốn tìm lại họ. Cũng muốn tìm lại Lâm Sung đại ca. Thôi phải coi duyên phận đã. Đã là anh em thì có kiếp này không có kiếp sau. À không phải, có kiếp sau cũng có kiếp này. Hả? Nói sao cũng được. Chủ yếu là lấy việc lớn làm trọng. Nè. Tôi xuống xe rồi, tôi muốn yên tĩnh một mình. Nè, bến cuối của xe này ở đâu vậy? Sắp tới rồi, qua đường cao tốc chạy thẳng đến tòa hợp hạch. Bậy bạ. Hey. Thật ra anh em của tôi đang ở đâu vậy? Ông trời ơi, hãy gợi ý cho tôi đi. Nè người anh em. Anh em, trong lòng Chúa, mọi người đều là anh em.
sao anh lại trở thành người nước ngoài? Không sao, những anh em khác đâu? Có phải ở tù nghĩa đường không? Không phải tù nghĩa đường mà là từ ái đường. Anh theo tôi về thì có thể đoàn tụ với tất cả anh em. Sống có lúc, chết có số. Quen biết Chúa Giêsu là có duyên đó. Tôi nghĩ tôi đã nhìn lầm người. Lâm đại ca ở đâu? Sư đây, mua bao nhiêu? Ý anh Khánh, sao rảnh đến đây chơi vậy? Tặng cho em. À, xin lỗi, mỗi em bị dị ứng. Không sao đâu, hay là chúng ta ra ngoài ăn cơm nha, có được không? Anh mời. À, vậy em không phiền anh, ăn mừng với Quy. Không phải, anh chỉ muốn đi cùng với em thôi. Anh có nhiều chuyện muốn nói với em. Để xuống đi, chúng ta ra ngoài ăn cơm. Em đi không đi. Bận nhiều việc lắm. Phùng Liên, anh ta là ai vậy? Sao Minh? Anh là ai? Tôi hỏi anh là ai mới đúng. Lần trước là cảnh sát, lần này lại là người khác. Uống công anh luôn dành tình cảm cho em. Sao Minh, bây giờ anh tỉnh chưa? Người đàn bà này ai cũng là chồng của cổ được. Đó là gì? Ai cũng là chồng là sao chứ? Sao lại nói quý vậy? Làm gì vậy? Chị Dư, chị sao rồi chị Dư? Chị Dư, chị Dư à? Hả? Tôi sắp sanh rồi. Má, đau quá. Mà má, rồi má, má sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây? Trời ơi, anh đứng đây làm gì? Trời ơi, gọi xe cấp cứu đi. Má phụ, má phụ, che chị lại. Lấy bình phong đi, lấy bình phong, nhanh lên, nhanh lên. Chị Dư à, xe cấp cứu sắp đến rồi. Chị hãy ráng lên nha. Không có gì đâu. Nè, anh coi đó, vợ của anh vì anh mà đau khổ biết mấy. Má lại đây coi chị đi. Nè, lại đây đi. Nè, nè. Sao rồi? Anh không sao chứ? Con sắp ra đời rồi. Em có gì cũng không sao. Anh phải giữ lại đứa con của chúng ta. Đừng để nó coi gì. Anh ra đau quá. Yên tâm đi. Không sao đâu, không sao. Có anh ở đây. Không sao. Không sao đâu. Em ra ngoài đợi xe cấp cứu nha. Nè, hãy xuống, đến trong phòng của chị, lấy cái túi đỏ cho chị đi. Dạ. Mau lên. À, không sao, không sao đâu. Đứa bé biết là chị chịu đau sanh nói ra, sau này nó lớn lên sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị. Gia đình của chị sẽ hạnh phúc và vui vẻ lắm. Nè, chị coi nè chị Dư. Có phải là rất dễ thương không? Hôm nay tôi đi dạo nhìn thấy nó, thì tôi nghĩ đến anh chị ngay. Cho nên tôi mua nó để tặng cho con của anh chị đó. Có phải là rất nhỏ nhắn, rất dễ thương không? Tôi nghĩ nó giống như một đứa bé, rất yếu đuối, rất cần sự bảo vệ của anh chị đó. Cảm ơn. Anh đau quá. Không sao đâu chị Dư à. Em à, em yên tâm đi. Sau này anh sẽ không làm chuyện làm than dở hạnh phúc gia đình đâu. Anh sẽ một lòng một dạ chăm sóc em và con. Chúng ta sẽ rất hạnh phúc, rất là vui vẻ. Hôm nay anh sống thế nào? Có phải làm việc rất cực nhọc mà ông chủ vẫn không hài lòng về cách làm của anh, còn đòi giảm lương không? Hay là má anh luôn cằn nhằn là tại sao lại hay thay đổi bạn gái? Hay là sau mối tình một đêm vẫn cảm thấy cô đơn? Ủa? Sao tắt máy vậy? Đang nghe hấp dẫn mà, mất hứng quá. Trong số các phụ nữ, phụ Ly ăn nói phóng khoáng lắm á. Nè, mặt thằng của cổ ta đã thấy rồi, phải nói là rất quyến rũ đó. Tôi cảm thấy đứa bé như một thiên sứ vậy. Nơi nào có chúng thì có hy vọng. Rất hoạt bát, rất dễ thương, rất ngây thơ trong sáng. Cho dù chúng cười thế nào, khóc thế nào đi nữa, má của chúng cũng rất thương yêu chúng, bảo vệ chúng. Có lẽ là vì chúng không biết cãi lời. Hy vọng sau khi chúng lớn khôn, ba má của chúng cũng sẽ bảo vệ chúng, thương yêu chúng, tin tưởng chúng, chứ không phải oán trách lẫn nhau.
Từ nhỏ tới lớn con cũng không chịu nhận lỗi. Con tự hỏi mình không có gì sai. Nhưng đây, tôi muốn tặng bài hát cho hai người bạn của tôi và đứa con vào chào đời của họ. Hy vọng gia đình của họ có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Bài hát này cũng dành tặng cho những người cha người mẹ trên đời này. Hy vọng họ có thể chú tâm để nghe tâm sự của con cái. Shall we talk? Minh Việt Quang Vì hò yêu chiêu đi thong Linh duyên trôi công duyên đỏ chồng Ba sáng hò thong Nhâm yêu mô quang Lâu trôi man hóa yết cô Vì hò mong mô chân yết ngàn châu yu phát Chào Shall we talk? Buổi nói chuyện được nghe. Tặng quà cho cô nè. Sao đột nhiên lại tặng cái đồng hồ cho tôi? Đồng hồ này và cái đồng hồ cổ tôi đeo rất là giống nhau phải không? Tôi không hiểu. Tôi muốn lấy vật đổi vật với cô. Đồng hồ mà bỏ quên ở chỗ của cô là ba tôi để lại, cho nên là tôi... Nghe nói thật nha, tôi không hiểu anh đang nói gì nữa. Tầm nãy giờ rồi, cô nhận giùm đi mỏi tay quá à. Đừng giỡn nữa mà được không? Câu này phải để tôi nói mới phải. Hôm nay tôi không có tâm trạng đùa với anh. Xin lỗi. Ok. Tôi sẽ dùng cách khác để thể hiện chuyện này nha. Nếu như cô biết người nào vô tình lấy cái đồng hồ của tôi, phiền cô nói với cổ làm ơn trả cái đồng hồ lại cho tôi. Ngoài ra nói cho cổ biết đêm đó cổ rất là tuyệt vời. Tôi rất là thích. Rất là cảm ơn. Cảm ơn. Nhớ giận. Dạ, cảm ơn. Anh Bảo Gan. Lâu Gan. Lâu Gan. Ngồi. Sao trễ vậy? Đấy. Làm sao vậy? Sao nhăn mặt nhăn mày? Không phải. Em mới tới bệnh viện thăm Thủy Quái. Bác sĩ nói dây chằng ở đầu gối đã bị đứt rồi. Dù có trị khỏi cũng đi càng nhắc, bị tật suốt đời luôn. Tại nó yếu thôi. Coi tụi này nè, có cái gì đâu. Phải đó. Nguyên con dao chặt xuống đương nhiên phải né chứ. Nếu là tao đánh thằng đó một trận. Rồi. Nó mới 17 tuổi thôi. Bỏ đi. Tụi bây đã biết sự nham hiểm ở trong giang hồ rồi. Trước giờ tao thấy mày không ổn, lại nói không ra. Thiệt tình mày giống Hoàng Phi Hồng ghê. Biết lo cho người khác lại rất dũng cảm. Coi trọng tình nghĩa anh em, nhưng mà lại có tánh lôi thôi phải không? Trời ơi, hôm nay tới đây chơi đừng làm mất vui. Này nè, tụi mình cạn ly. Ok, uống. Vui vẻ lên. Nè, trước khi uống nghe tao nói vài câu. Đã ra làm ăn thì lần trước phải chơi với người ta. Ai đã từng giàu sinh ra tử thì là anh em ha. Sau này chỗ nào có thằng Bạo Gan thì sẽ có ba đứa bay ha. Rồi ok, uống. Uống. Cảm ơn Gan. Nè, hút điếu thuốc đi. Hello. Đang làm việc, không có rảnh. Alo. Thuận Visa hả? Thôi, ta đang chờ ở vũ trường Táo Đỏ nè. Cái gì? Anh nói tao không dám. Tao đang theo anh Bạo Gan đó. Lớn cơ nào tao cũng dám chơi đó thằng quỷ. Thôi, không nói nữa. Đang làm việc, bye bye. Nè, nhớ mặt hả? Làm ai cũng biết tao đang ở đây. Sợ hả? Vậy gì vậy? Con gái hả? Thôi đừng nói, con gái. Người đẹp đến đi. Bà lên, làm dáng đi có được không? Yêu Nguyệt. Được không vậy? Không được. Mình phải vượt qua ải này mới được. Này, mày thấy sao có được không? Được mày. Được. Thôi nghe mày có vẻ đàng hoàng thì ra cũng là dê sòm á. Muốn dê cái nào cũng được á, thiệt tình. Nè, qua đây. Nè. Mong con gái nó ngồi đi. Rồi, ngồi. Ngồi. Nè, đừng lấy. Tới xin việc hả? Qua đó ngồi chờ đi. Chị ăn hiếp tôi, chú tôi uống rượu à. Nè. Hai nhỏ kia làm sao vậy? Thay đồ cũng lâu lắc quá, bắt anh Bạo Gan nó đi đợi. Tụi để vô hối tụi nó hả? Mau lên đi. FP, anh có biết là tại sao em ra nhanh như vậy không? Tại nhớ anh đó. Thì không. Anh Gan ơi, tại cổ nóng lòng quá, em muốn đi trước. Anh xin lỗi. Nóng lòng đi trước đi. Trời. Được, bye bye. Được rồi. Không đấy hả? Xin lỗi anh Đông Trùng Thảo nha. Sao? Làm gì lâu dữ ạ? Ủa, anh Happy đâu?
Đương nhiên là anh happy đi rồi phải không? Hả? Ôm em dễ chịu ghê. Anh Bảo Gan đi thôi. Cô đến xin việc phải không? Theo tôi qua đây. Hai tụi mâm Đông Trùng Thảo. Hình như tôi không quen cô. Anh quên tôi rồi hả? Tôi là Khang Chí Thiện. Chúng ta là bạn bè từ lớp 6 đến lớp 9 đó. Anh còn nói tôi nhớ rồi. Tôi hay dở váy của cô phải không? Anh nhớ lầm rồi. Người bị dở váy là Trương Tiểu Du. Còn người dở váy người ta là Mạc Tiểu Hoa. Được rồi, cô sống vậy ai thèm dở phải không? Anh quên rồi sao? Hồi trước là tôi đi giúp anh. Nếu không anh bị thị phạt rồi. Được rồi, tôi nhớ hết rồi. Tên cô là Chí Thiện, sư thái chứ gì. Giám đốc, à, không phải ông định tuyển cô làm cô vũ nữ phải không? Nếu tuyển cổ chắc vũ trường ông dẹp tiệm luôn. Đi. Cảm ơn. Giám đốc ạ, không phải là tôi đến làm vũ nữ đâu. Tôi đến tìm người. Tôi tìm người đó. Tìm người hả? Cô tìm ai? Coi tôi giúp được không? Thôi khỏi đi. Ủa, cô tìm ai? Nè, chúng ta đến cửa Long Đường phải không? Hả? À, cô đợi chút, qua đây đi. Nè, ở đây có Roya nè. À, có dây xích nè. Còn có cái còng da hổ nữa nè. Mấy thứ này em chịu được ha. Còn có thuốc mê nữa nè. Nhưng mà tối nay hai người cùng tình nguyện đâu cần ba thứ này. Sao cô bạn học nhảnh về? Muốn tham gia hả? Em không phản đối đâu ha. Không ngờ bây giờ anh hư đốn chứ gì. À, thôi chết rồi. Quên mua đèn cây nữa. Trời ơi. Nhưng mà không sao. Lát nữa tới tiệm hàng mã nó mua một cặp để chơi trò nhiễu sáp vậy. Vậy mới vui. Sao vui lắm à. Em thấy không được khỏe. Không khỏe tức là cho anh leo cây rồi phải không? Nếu để anh Bảo Gan biết làm sao đây chứ. Ê, anh Long Trường Thảo à, anh là người tốt bụng mà, tha cho em một lần đi. Ôi, không còn sở thích chơi cũng không có vui. À, đi. Dạ. Mày sao vậy? Có phải anh em không? Phải thì sao? Không phải thì sao? Phải cho tôi ở đây giờ ngày đi. Có giường trống không? Cái này cũng được gọi là cái giường nè. Trời ơi. Sao vậy? Anh còn lôi thôi hơn đàn bà nữa, đừng có hỏi chứ. Vì con gái phải không? Tóm lại tránh được thì tránh. Rồi mai đưa tôi về nhà lấy vài bộ đồ giùm cái nghe. Vậy là Gia Lạ. Happy rồi. Đừng có chạy. Trời ơi. Cô sao rồi? Đứng lên đi. Sao mà hư quá. Nè. Đã đi càng nhắc rồi đuổi theo làm gì? Lúc nào tôi cũng tốt với nó, nhưng mà thấy tôi là nó bỏ chạy à. Thì không hiểu con gái mấy người. Người ta có ý đá cô. Cô còn bám theo người ta làm gì nữa thiệt tình. Anh nói gì vậy? Nó là em trai của tôi đó. Thì ra là chuyện nhà. Nè, anh đưa nó về có phải không? Thế nào anh cũng biết nó ở đâu có phải không? Tôi không biết à. Tôi biết dở, đừng hỏi à. Nè, dàn Lý Trường Thành dài thật dài. Tình bạn chúng ta còn dài hơn nó. Cô nói gì, tôi không biết cô nói gì. Nè, tôi nói cho cô biết, tôi chỉ nghe thế nào là thượng thủy cư nhân, cư thủy thượng, Trường Châu tâm nè, khách. Nè, không thể nào, 3 tuổi đã biết được tánh rồi, lúc nhỏ anh rất thật thà, sao lại trở thành tên vô cô chứ? Đừng vậy mà, có phải cô bệnh không? Đã 10 mấy năm chúng ta không gặp, con người sẽ thay đổi mà. Với lại lúc chúng ta gặp lại là ở đâu chứ? Là vũ trường chứ không phải là thánh điện, phải không? Tôi nói cho cô biết, giờ tôi là tên vô cô 100%. Tôi bán gái và động chứa, với lại tôi còn hút không thuốc. Không phải đâu, một người bạn, suốt đời cũng là bạn. Tôi chỉ có đứa em này thôi, tôi không muốn nó đi con đường sai trái. Tôi cầu xin anh mà anh giúp bỏ tôi đi. Bỏ tay ra, tôi là tôi vô cô mà. Nè, tôi cầu xin anh mà. Thấy chưa, tội gì phải vậy chứ. Tôi cầu xin anh. Có cần đưa con đến bác sĩ không? Tôi cởi đi,
ra tôi là bác sĩ nè. Anh có biết nguyện vọng lúc nhỏ của tôi đã thành hiện thực rồi không? Hả? Nè, tôi nhớ nguyện vọng lúc nhỏ của anh là làm cảnh sát mà. À, chắc là không thi đậu nên làm tên vô côn. Nè, bây giờ làm tên vô côn còn quay hơn cảnh sát phải không? Chính vì cách nghĩ đó làm ảnh hưởng em trai của tôi đó. Nè, anh nói cho tôi biết đi, có phải thường ngày nó hay đánh lộn, ăn hiếp kẻ yếu không? Tôi sẽ không nói chuyện gì với em trai cô đừng hỏi. Hỏi thì tôi sẽ không đưa cô về nhà đâu. Tôi đang bị thương mà. Nhưng cô nói cô là bác sĩ mà. Đó, tại vì anh nói đưa tôi về nhà, tôi mặc kệ anh. Đàn ông con trai đã nói rồi là phải giữ lời hứa chứ. Nè, có cần giấy không? Nè. Trời ơi. Tự tìm đi. Tới rồi. Nãy cô nói cô là thầy thuốc mà sao không có tên cô? Nhưng mà ba tôi cũng là thầy thuốc. Sắp tới giờ khám bệnh rồi đó, vào đi. Chị nhớ nghe lời thầy thuốc khang, đừng ăn đồ ngọt nha. Dạ biết rồi. Cô Phấn. Ý, chí Thiện. Rốt cuộc chị đưa bạn trai về rồi phải không? Hả? Có phải đâu. Ảnh là Hạ Tùng Âm, bạn hồi học trung học. Ờ, gọi tôi là Đông Trùng Thảo được rồi. Đông Trùng Thảo. Vừa chính khí lại bổ mà. Rất hợp với y quán của chúng tôi, có duyên quá. Gọi tôi là cô Phấn được rồi, ngồi chơi đi. Thông cảm nha, chỗ này đang sửa chữa nên hơi bề bộn. Nè, tôi dẫn anh đi coi cái này. Được. Qua đi. Vô đi. Nay mai tôi sẽ cắm bệnh ở đây. Chà, giỏi quá ha. Ừ. Nãy chân cô không sao rồi, tôi đi nha. Khoan đi đã, tôi dẫn anh đi coi cái này nữa. Qua đi. Vô đi. Anh cứ tham quan đi, tôi vào trong lấy đồ. Anh Hai à, đây là Đông Trùng Thảo, bạn học cũ của Chí Thiện. Đây là thầy Khang, ba của Chí Thiện. Chào thầy Khang. Chào cậu. Uống nước đi, nước mát đó, để hạ quả. Cảm ơn, cảm ơn. Đông Trùng Thảo phải không? Gặp lại Chí Thiện bao lâu rồi? À phải rồi, đi chơi mấy lần rồi. À không, hồi nãy cổ bị trật chân, tôi đưa cổ về nhà chỉ có vậy thôi. Nó bị trật chân à? Sao lại bất cẩn vậy? Đuổi theo con của thầy mà. Con của tôi. Chị Hai đuổi theo em trai vậy chẳng phải con của thầy sao? Em trai nó có phải tên Happy không? Ừ, chính là thằng tôi đã quen á. Vậy nó có nói nó và Chí Thiện không cùng cha là má nó đã đi ngoại tình nên sanh ra nó hay không? Chuyện đó đâu có nói đâu. Vậy đừng có nhắc nữa. Sao lại không nhắc chứ? Ba của thằng quỷ đó đã bỏ trốn, bỏ bà khùng đó ở đây để trả nợ. Nước mát của tôi chỉ dành cho người tốt uống thôi. Chuyện qua lâu rồi, bỏ đi. Ba. Cô Phấn à, đến nhà cũng là khách mà, chuyện xấu đừng có nhắc. Sao lại không nhắc chứ? Vì phải tìm thằng quỷ đó mà con bị trật chân. Hai mẹ con nó đúng là đồ ăn hại à. Trời ơi, cô Phấn, cô hay nói chuyện xấu. Chuyện xấu không nên nói ra, nói rồi là không làm được. Hiện nhà đang có khách mà. Trời ơi, xin lỗi à, thằng thuốc bệnh nhân gì rồi rất quan trọng đó. À, mau sắc thuốc. Trời ơi. Mau mau sắc thuốc. Bộ cha con anh chưa đủ khổ sao? Cổ là vậy đó. Hôm nay tôi và ba tôi chắc không được yên. Này cô cũng giỏi ghê, gia đình gặp cảnh này cô vẫn cười được. Nếu tôi không cười làm sao ngủ họ? Cũng phải ha. Nè. Ừ. Dậy đi. Ừ. Chị Hai mày tới kìa. Vui lắm hả? Làm gì sợ dữ vậy? Thật ra mày và chị Hai mày đâu cùng cha sanh ra sao mà sợ dữ vậy? Còn nhỏ má tôi tự lo cho mình còn không được nữa. Nhiều lúc đều phải nhờ chị tôi chăm sóc á. Tình cảm chị em tốt á hả? Chị hay giúp tôi ôn bài. Nhưng tôi đâu có hiếu học đâu. Suốt ngày ngồi cứ giám sát bắt học bài, ai mà chịu cho nổi. Cũng phải. Hồi tao và cổ còn đi học, cổ cũng siêng lắm. Nhưng mà nghĩ cũng lạ. Mày lớn xác vậy hơi đâu cổ quản lý mày hoài được. Cổ không có bạn trai hả? Có thì đỡ mệt quá cho tôi rồi. À.
Trước đây anh em chúng ta cùng ra kiếm sống, không ngờ báo đen là người đầu tiên đi trước. Người chết để lại tiếng, báo chết để lại da. Tang lễ của báo đen phải lo cho thật tốt đó. Anh ba, cứ yên tâm đi, em biết làm sao rồi. Ê, trời ơi, ông Hà Mù sao lại bối linh quá. Ông nói năm nay thằng báo đen bị nạn nó tử vong, quá như không qua khỏi. Tôi đã nhờ người ở bến tìm người giỏi khí công nhất qua đây. Ai ngờ thầy khí công nó chưa qua thì thật báo nó đã. Ai trời ơi, anh em mấy chục năm nói đi là đi, thử nghĩ lại coi, thử nghĩ coi. Chính vì anh em mấy chục năm rồi, chúng ta không thể để giang sơn của báo đen sụp đổ được. Đó, mới tuần trước thôi mà, tôi và anh Kỳ, anh Khôn đi thăm thằng báo. Lúc đó nó còn cầm tay của anh Kỳ nói, chỉ cần anh Kỳ chịu quản lý giang sơn giùm tôi, cho dù tôi có đi cũng nhắm mắt xuôi tay. Ai nghe cũng thiệt là đau xót. Nhưng phải coi ý của anh ba. À thì cũng phải rồi. Đủ đủ chưa? À, dạ đủ rồi. Bệnh viện mới báo với tôi báo đen đã qua đời. Hiện giờ các bang phái sẽ nghĩ cách chiếm địa bàn của hắn. Kể từ bây giờ hủy bỏ mọi kỳ nghỉ theo dõi ba gia tộc lớn. Yes sir. Đi. Anh em mấy chục năm, hôm nay tôi mới biết thằng Kỳ nó đóng kịch lại dở tới như vậy. Nếu anh báo thấy vẻ mặt giả dối của hắn ta, nằm xuống quan tài rồi cũng phải bật như vậy. Sao tôi nghĩ bắt đầu từ lúc anh báo nhập viện thì bọn họ đã đợi ngày ảnh chết, xong rồi cùng ăn chia viện đồng la. Có trách hồi nãy phản ứng của mấy chả là giả dối quá. Lúc họ nói là nhìn thấy anh báo nắm tay của anh Kỳ, tôi đã muốn lên tiếng rồi. Thử nghĩ coi, đó là phòng cách ly, ai cho nhiều người vào trong đó chứ. Thực tế là họ không hề đi thăm báo đen, mặc áo bảo vệ không biết đến khi báo đen qua đời. Mở cửa đi. Chị giỏi. Anh ba, điều tra được rồi. Điều tra được gì? Dạo trước anh Phiên mất lô hàng phải không? Chính là anh Kỳ đã chơi ảnh. Đó mới gọi là anh em tốt. Anh ba, nếu anh lấy được lô hàng đó từ tay của anh Kỳ thì vở kịch của họ không thể tiếp diễn nữa. Anh Giang, lên xe làm việc. Anh ba nói lúc anh Kỳ chưa làm nên, còn làm quản lý kho hàng ở Nguyên Lãng. Kho đó là ổ riêng của hắn, ít có người biết lắm hả? Để lô hàng này đối với anh ba rất là quan trọng, đừng bao giờ có sơ suất nha. Anh Giang yên chí đi, có tụi em ở đây, không có gì đâu, ổn mà. Trời, nhìn hết nổi rồi. Đông Trường Thảo à, tìm chỗ nào cho tao xuống đi tiểu có được không? Đừng nhìn, có người đang theo chúng ta. Năm, bốn, ba, hai. Hay quá. Coi mày làm sao theo. Đông Trùng Thảo, có phải mày ăn Đông Trùng Thảo nhiều không? Sao thông minh quá trời. Không phải là ăn Đông Trùng Thảo nhiều mà tôi lớn lên ở đây thôi. Lô hàng đó tao muốn tung ra lâu rồi, mất công đêm dài lắm mộng lá cầm. Chú ạ. À,
Xin lỗi nha anh Kỳ, anh ba dặn hôm nay anh không được bước ra khỏi cửa này. Vậy có nghĩa là sao? Mày làm gì? Mày muốn gì? Đừng làm bậy nha. Anh Kỳ, điếu xì gà này ngon lắm. Có súng. Lấy đồ nghề. Đừng có giỡn anh hai, tụi nó có súng đó. Mắc quá. Đừng sợ, tao cũng có. À, anh nha, giúp tao bốn người, anh có con cây một. Sợ gì chứ? Nhìn lên đi. Sợ gì? Tao chưa biết sợ là gì nha. Kỳ vậy, sao mày giỡn quá vậy? Tao nhường cho mày thôi, đợi giao cơm rồi quay lại đua tiếp. Chơi luôn, mày giỏi đợi đi. Lần này chỉ có thể dùng trí, không thể dùng sức. Thằng Hùng đâu? Lần nào cũng do nó đưa mà. Thằng Hùng hả? Nó bị rượt. Lúc nãy tao gọi cơm cũng là nó nghe mà. Thì nghe xong bị rượt liền á. Trùng hợp vậy sao? Tao gọi cơm gì? Nè Phong, mày lú lẫn quá, lấy lộn hết rồi. Cha. Nè, mày lú lẫn quá lấy lộn rồi. Hai hộp này mới là chỗ này kêu, hai hộp đó là của bên Duyên Nghệ. Tao bị ông chủ mã cho một trận á. À, xin lỗi nha. Thôi khỏi đợi, bộ hộp đúng rồi đưa tao. Nè, vậy vậy chúng tôi khó xử lắm á. Khó xử gì chứ? 100 đồng nè, khỏi thối. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Anh Giang ơi, anh nghĩ kế của Đông Trùng Thảo xài có được không? Vậy rồi hả? Sao rồi anh Gan? Lại ăn nữa hả? Cũng tốt đó, mày ăn xong tức là tụi nó cũng ăn xong, đến chừng đó chúng ta có thể làm việc. Giỏi lắm, mời hết đi. Anh bạn à, có lửa không vậy? Nè. Nè. Ê. Ngoài em có gì hết? Ê, ở đây cũng không có. Sao kỳ đi, chúng ta ra tìm nữa coi. Đợi chút. Happy à, quay cho rõ nghe, để làm bằng chứng được tòa. Đông Trùng Thảo, mày thông minh ghê á. Sợ sếp nói sai, hắn chỉ đánh lạc hướng chúng ta nên đuổi theo Bảo Ghen.
Chạy đi. Theo tới theo lui quanh đi quẩn lại, cuối cùng cũng phải dừng lại thôi. Sếp bà, có phải chúng ta có sự hiểu lầm gì không? Mở cái túi ra coi coi. Mở lên đi, đừng phí thời gian của cảnh sát. Mở lên. Hình mọi cặp kê.